Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Một hôm, người Do Thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Kitô nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Đó là những điều Đức Kitô đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Ca-phác-na-um. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Tại sao Chúa Giêsu giới thiệu chính mình như là của ăn và của uống? Người Do Thái bị sốc và tranh luận sôi nổi, còn các môn đệ thì chia rẽ khi Chúa Giêsu tuyên bố: "Nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình." Quả là một lời khó nghe và khó đón nhận nếu chúng ta không biết rõ Chúa Giêsu là ai và tại sao người gọi chính mình là bánh hằng sống. Thật ra, lời Chúa Giêsu công bố hôm nay tại Ca-phác-na-um là tiên báo cho hy tế thập giá mà người sẽ thành toàn trong dịp lễ vượt qua của người Do Thái. Chúa Giêsu đã hiến dâng thân mình trong cuộc vượt qua mới, từ cái chết đến vinh quang phục sinh, để mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Như vậy, khi người truyền cho các môn đệ ăn thịt và uống máu của người, cũng chính là muốn các ông luôn được kết hiệp thâm sâu vào trong sự sống của người, sự sống vĩnh cửu của một vị Thiên Chúa. Chúng ta đang sống trong tâm tình của mùa phục sinh. Khi lắng nghe lời Chúa dạy dỗ, mỗi người chúng ta hãy ngẫm xem mình có thật sự khao khát sự sống mà ngôi hai Thiên Chúa đã hiến mình để mang lại cho chúng ta hay không. Chính sự sống đó sẽ giúp chúng ta sống một cuộc đời mới trong tình yêu và hy vọng được sẻ chia vinh quang phục sinh trong vương quốc của người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến thân làm của lễ đền tội và mang lại sự sống mới cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con luôn khao khát sự sống mà Chúa ban tặng và chỉ tìm niềm vui và bình an trong Chúa mà thôi. Amen.